Festival Áo và Ba Hậu Giang 2023 là sự kiện nhân hóa độc đáo lần đầu tiên được tỉnh Hậu Giang tổ chức. Sự kiện ý nghĩa này còn mở ra mối tơ duyên đặc biệt của chiếc áo bà ba và khóm Cầu Đúc của tỉnh Hậu Giang. Trong thời gian hơn 30 năm làm việc, công tác, nghiên cứu ở nước ngoài, giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Trung, Đại học Aichi Shukutoku, Nhật Bản, biết được có nhiều sản phẩm thủ công được làm từ các loại sợi thiên nhiên có giá bán rất cao, đặc biệt là cây khóm, tơ khóm là nguyên liệu rất tốt để chế tạo thành những mặt hàng thủ công cao cấp. Đồng bằng sông Cửu Long ta là cái vùng trù phú nhất, giàu có nhất trong cái những cái lưu vực sông Cửu Long. Nhưng ta chưa khai thác hết cái tiềm năng đó. Quý vị thấy cái này không? Cái này là một cái bóp tôi mua 150 đô la ở bên Indonesia. Nghe cái chuyện ở bà ba này mà ở vùng này có cái dứa Cầu Đúc thì tôi mới nghĩ là cái này. Cái này làm bằng cái sợi của cái lá dứa, dứa dại. Hoặc là trên máy bay, bây giờ lần lần nhiều hãng đó, nó làm những cái dao nĩa này kia đó, hoặc là những cái đĩa bằng những cái sợi lá dứa. Đây là từ cái công nghệ thấp cho tới công nghệ cao, rồi trong tương lai mình có thể phát triển nhiều lên nữa. Thì những cái này tôi nghĩ rằng kia là không có gì là khó khăn cả. Và cái kinh tế nó phát triển ra thì cái xã hội của chúng ta, cái Hậu Giang này nó sẽ tiến lên, là cái chuyện đương nhiên, tôi thấy là như vậy. Cảm hứng về cây khóm và tơ khóm, nhà thiết kế Minh Hạnh có ý tưởng độc đáo là dùng tơ khóm để dệt vải may áo bà ba. Đây là chất liệu vừa thân thiện với môi trường, vừa đạt độ thẩm mỹ, đủ sức đáp ứng thời trang trong nước và quốc tế. Diện tích đất trồng khóm của tỉnh Hậu Giang hơn 2.400 hectare, đủ khả năng phát triển thành ngành hàng vải sợi tơ khóm. Khi tôi biết rằng Hậu Giang có được cái diện tích đất trồng khóm lớn nhất trong cả nước, tôi nghĩ rằng là giữa chiếc áo bà ba với khóm nó có một cái giá trị rất là nó rất là lớn. Trong cái lần họp báo vừa rồi thì tôi đã đưa ra những cái mẫu vải dệt từ cái sợi tơ khóm này với là lụa, với là viscose, với gai. Với một thương hiệu áo bà ba và một sản phẩm đi kèm với thương hiệu đó là vải tơ khóm, thì không có lý do gì mà Hậu Giang không phát triển với một cái giá trị bền vững như thế. Sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường để chế tác những vật dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt ngày càng được ưa chuộng. Ý tưởng dùng tơ khóm để dệt vải may áo bà ba vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và tăng giá trị cho cây khóm. Từ đây, người nông dân thêm yêu mến cây khóm Cầu Đúc và chiếc áo truyền thống của quê hương.